Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog Heavy. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vì những cái thông tin mà liên quan đến vấn đề như là của cô nghệ sĩ Tú Vũ Linh và cái câu chuyện như là sóng gió gia tộc. Thì hiện nay chắc hẳn quý vị cũng biết bên phía phe Cần Cần đó cả nhà thì lúc nào cũng tấn công. Thì ngày hôm nay đây thì nghe đâu thì luật sư cũng bị tấn công nha quý vị ha. Trời ơi, hôm trước thì quý vị cũng thấy không, mấy anh chị em khác thì bị tấn công, thậm chí là chị Ni cũng bị vu khống, xuyên tạc là tội phạm, lệnh truy nã, rồi giang hồ các thứ các kiểu đúng không cả nhà. Thì mới đây bị cũng nghe không, cái mà chị Đại xâm chỗ đó cả nhà, thì cũng vừa mới đăng tải những cái thông tin, cũng lên những cái clip ha, cũng tiếp tục là khịa và thậm chí là thách thức chị Ni đó cả nhà. Thách chị Ni là lại lấy 5 cái căn nhà và thậm chí thì hẹn một cái nơi nào đó, một cái điểm hẹn nào đó để gặp chị Ni để lấy cái căn nhà hay cái nhà ha. Ở đây nè quý vị, có một cái thông tin như thế này thì quý vị cũng biết luật sư Vlog cũng nói về cái vấn đề mà thậm chí là phân tích về luật thì hầu như cũng rất là hay nha cả nhà. Thì ngày hôm qua thì luật sư có đăng một cái thông tin tiêu đề như thế này: cuộc chiến kéo dài, ai là người có lợi thế. Thì ở đây thì không hiểu như thế nào là bắt đầu có rất là nhiều người vào nhắn tin và chửi luật sư Vlog rất là nhiều nha cả nhà. Mình thấy luật sư để cuộc chiến kéo dài đó, ai là người có lợi thế nhất, thì bắt đầu là bị chửi rất là nhiều. Thì có người nhắn tin như thế này: thấy cái tiêu đề clip không coi gì, nhưng tôi nói đây là luật sư vô nhân đạo nhất mà con điên khùng tôi biết, ôi trí thức. Càng kéo dài thì còn sát xa, càng đau đớn càng thất bại cho hương hồn của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tại sao có lợi trên nỗi đau của vong hồn cha mình? Có lẽ họ đang cố sĩ trục lợi cho khỏi nỗi đau của người khác đã khuất, thích thích, vô nhân đạo quá. Thì mình không biết như thế nào nha, tại vì mình thấy cái luật sư Vlog có đăng một cái thông tin như thế, nhưng mà ai là người có lợi chấm hỏi ở đây. Hồng Loan là con Vũ Linh có lợi thế khi vụ án này kéo dài. Đó, nhìn thấy là có nhiều người vào chửi luật sư Vlog. Thì ở đây mình để cho nhiều khán giả mình nhận định nha vị ha. Tại vì mình thấy là luật sư Vlog thì cũng phân tích về luật cũng rất là hay nha cả nhà ha. Phân tích về luật cũng khá là hay cho mọi người biết. Bởi vì cũng biết không, ở đây có một cái thông tin nó như thế này nè quý vị. Có một người đã nói như là có một anh YouTube đó quý vị, là anh YouTube Duy Minh là phe Cần Cần ha cả nhà ha. Mình không biết có chính xác 100% hay không, tại vì mình thấy là từ đầu cái đời drama mình thấy là cái kênh YouTube là Duy Minh này thì cũng lên trên bộ quay hầu như là quay về cố nghệ sĩ Tú Linh rất là nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao là mấy ngày hôm nay lại có nhiều người đang nói về cái vấn đề là những anh em này có thể là bọn Cần Cần như thế nào đó. Thì có người đăng tải thông tin và thậm chí là chửi là những anh em YouTube là dơ bẩn, phải chia sẻ cho mọi người ha. Càng thì cái câu chuyện này mình thấy nó càng lúc nó càng rất là rắc rối nha vị ha. Thậm chí là tại vì mình thấy Duy Minh này đó, nó ủng hộ, nó quay Hồng Loan rất là nhiều mà không lẽ là còn Cần Cần. Sau đây em sẽ đọc cho vị một thông tin như thế này, không biết là thật sự như thế nào. Thì chào cả nhà, con tên là Thanh Sang, quê ở Cà Mau, làm việc tại quận Bình Thạnh. Xin thông tin cho khán giả ủng hộ chị Hồng Loan biết tên YouTube là Duy Minh là gián điệp của bọn Cần Cần và mẹ con ve chúa đó. Tối ngày 23 tháng 12 năm 2023, lúc mà 9:30, con chưa người bạn gái làm chung về tại hẻm quán bún bò Huế của mẹ con ve, bà Lành Chành Bành. Khi đi ngang quán bún bò của bọn Cần Cần thì con nhìn thấy cái tên YouTube Duy Minh này ngồi trong quán bún bò của bọn Cần Cần. Ở đây là người ta nói là người ta thấy là cái tên Duy Minh gì đó cái nha, tên YouTube là ngồi trong quán bún bò, nhưng thật chắc có phải là như vậy hay không thì cũng chưa có chính xác lắm nha quý vị ha. Và nói chuyện với bà Lành và cái con mụ sáu bao, vì con không biết, tại vì tên YouTube này Duy Minh trên mộ của người sĩ Tú Linh, con lên thăm mộ của chú Năm Vũ Linh 3 lần rồi nên con không thể nào không nhận ra tên YouTuber Duy Minh này được. Bạn gái của con có nói dòng họ bà Lành là dân lưu manh nên bảo con đừng nói. Nay con xin đăng bài viết này lên nhóm cho mọi người và những khán giả yêu thương chị Hồng Loan biết, và đề nghị mọi người khán giả ủng hộ chị Hồng Loan nên tẩy chay cái loại YouTube này làm việc hai mặt này. Xin mời khán giả trong nhóm xin chia sẻ bài viết của con đến chị Hồng Loan, chị Diệu Ni. Ở đây thì người ta chỉ thấy sơ ngang thôi nha cả nhà ha. Ở đây là người ta chỉ thấy sơ ngang thôi chứ chưa có thật chắc là thấy rõ mặt là phải là Duy Minh hay không nha cả nhà ha. Như người ta nói là
người ta nói có thể là nhìn thấy Diêm Minh 3 lần ở trên mộ rồi, nhưng mà quý vị cũng biết là cái thời gian 9:30 tối thì đó là trời tối rồi ha, có thể là nhìn lầm, cũng có thể mình nói thật sự là mình không minh, tại vì mình thấy rất rõ ràng cái gì á thì mình chỉ nghe lời nói miệng thôi thì mình sao xác định được, đúng không nhà? Không lẽ bây giờ ai tôi chỉ nghe anh chị những cái lời nói miệng của anh chị thôi là tôi sẽ tẩy chay người này, tôi sẽ lên chửi những người này thì không phải ha. Phải, như mà lúc mà mình thấy như vậy tại sao mình không lấy điện thoại ra mình chụp lại một tấm hình đi để mình đưa lên cho cộng đồng mạng cho mọi người thấy đó. Chứ bây giờ mình lên mình nói giờ mình nói người khác, người kia người nọ cũng vậy, nói người ta là bọn cành cành gì đâu được quý vị, đó mình không có bằng chứng rõ ràng ha. Thì em đọc một cái bình luận cho quý vị thêm thấy như vậy, thì có thể đâu biết đâu mình bị những cái bọn mà cành cành con đó nha, nó có thể vào nó chia rẽ nội bộ nên mình phải cố gắng chia sẻ những cái thông tin như thế này ha. Nếu mà có bằng chứng rõ ràng thì hãy đưa ra cho mọi người thấy nha các nhà ha. Thì ở đây nó còn một cái thông tin như thế này quý vị, khá là hay nè. Đạo đức và nhân cách, nó sẽ nói về cái vấn đề như đạo đức và nhân cách của những người mẹ con bà sáu hay là những cái bọn cần cần như thế nào nha các nhà ha. Những điều được khai sáng khi tham gia cái đời drama. Một, không phải là ca sĩ nghệ sĩ cũng có đạo đức và nhân cách tốt. Không phải ai là nghệ sĩ ca sĩ cũng phải có đạo đức nhân cách tốt nha. Thì dí là mẹ con bà sáu đó thì tự xưng tự phong là những người rất là nổi tiếng, thậm chí là, nhưng mà đạo đức thì như thế nào thì hầu như quý vị cũng thấy rồi ha. Thứ hai, người hay nói pháp luật thì lại chẳng hiểu gì pháp luật, đây là nói về cái con tiền ngáo ha, vậy thậm chí là nhà báo 20k nha quý vị ha. Rất là nhiều lần người ta nói về luật pháp nhưng mà hầu như đã làm sai rất là nhiều lần nha các nhà ha. Những kẻ hiểu biết nữa về thì hay thích nói lý lẽ, rất rõ ràng là như vậy. Cụm từ huyết thống và ruột thịt được nhắc tới rất nhiều, từ người không biết có chung huyết thống và ruột thịt hay là không, rất rõ ràng nha. Ở đây cái vấn đề là huyết thống ruột thịt nha, thì cũng đã được nhiều rất là nhiều người nhắc tới nhắc lui nha, nhưng mà ở đây là ta đã xác định được chị Hồng Loan là ruột thịt của cố nghệ sĩ Tú Linh rồi, nhưng mà những người đó là không chịu nha cái nhà. Những cái câu con nuôi được thốt ra từ mồm những kẻ cầm mic đại diện phát ngôn cho đám đông nhiều đến thế, chúng đi tới các nhà trẻ SOS đi thăm và làm từ thiện cho các bé mồ côi, rồi đi xin tiền từ thiện để ủng hộ các bé thì nói hay thế, nào thương nào tội nghiệp, nhưng bây giờ bản chất được thể hiện rõ nét khi chúng lôi người bên cạnh ra để đay đến làm tổn thương bằng hai chữ con nuôi, rất rõ ràng nha cái nhà ha. Một bên đó, người ta đi làm từ thiện, bỏ ra tiền túi của mình ra người ta làm giúp đỡ, rồi còn một bên nó cũng đi làm từ thiện, nó quay hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, nó quay các bé lên thấy rất là tội nghiệp để cho mọi người giúp đỡ, nhưng mà nó lại đứng lên nó kêu gọi trên cộng đồng mạng nha cái nhà ha. Có thể là nó kêu gọi với cũng một cái mục đích của nó là có thể là được một chút xíu lợi lộc nào, đúng không cả nhà? Còn ở đây thì như là chị Hồng Loan hay là mọi người, người ta vẫn đi làm từ thiện nhưng mà người ta làm với một cái vấn đề là từ tâm, người ta có lấy những cái đồng tiền của người ta làm, người ta không có kêu gọi ai nha cả nhà ha. Đây là một cái drama của giới nghệ sĩ nên thấy cái gì cũng lần đầu tiên. Nó đúng là một vở kịch cứ dẫn con người ta đi hết cái bất ngờ này đến bất ngờ khác đó. Thì ở đây cả nhà cũng biết rồi, thì mẹ con bà sáu mà người ta là một đạo diễn, thậm chí là có những đạo diễn phía sau nè, thậm chí là người ta là nghệ sĩ nổi tiếng mà thậm chí là những kịch bản có thể là người ta đưa ra sàn xếp và thử dàn dựng rất là hay nha, cho mọi người hết bất ngờ này thì đến cái bất ngờ khác nha. Phẩm chất và nhân cách đạo đức phát ngôn của một giới văn nghệ sĩ càng ngày càng bừa bãi, thiếu chuẩn mực, đi trái đạo đức làm người và không có tính nhân văn, rất rõ ràng nha. Nghệ sĩ mà những phẩm chất đạo đức thì không có, chửi bới khán giả thì rất là nhiều nha cái gì ha. Từ đầu cái drama này khiến người Việt bị hoài nghi nhân sinh, gia đình không còn tin tưởng lẫn nhau. Từ cái ác, cái tham, cái cháo trở lên ngôi, rất rõ ràng là cái này là rất là hay nè. Đó, từ cái drama này thì có rất là nhiều người bắt đầu là nảy ra những ý đồ muốn tranh giành tài sản, muốn chiếm đoạt tài sản với những người thân của mình đối với vậy. Cũng từ là bàn tay của mẹ con bà sáu làm cho cái sự việc này á, mọi người bắt đầu là muốn như vậy nha, những cái thành phần khác nó mong muốn như vậy nha các nhà ha. Ban thờ cũng có chi nhánh rõ ràng ha. Bạn là người đọc được thuộc đọc thuộc mũi và chuyên gia chuyện gia sản thừa kế của gia đình. Không phải người nào mang danh nhà báo cũng có thể là viết báo, ở đây rất rõ ràng nha. Có thể là một số những tên nhà báo đó vậy, những cái tên viết bài mà ủng hộ cái mẹ con bà sáu thì cả nhà cũng thấy rồi, lên bài thì chăm chọc chỉ trích chửi bới cũng rất là nhiều nha các nhà ha. Trước đọc báo để có trí tuệ, giờ phải có trí tuệ mới đọc được báo, người ta rất là khinh thường khán giả nha quý vị ha. Thì hầu như là quý vị cũng biết khi mà mình ra những cái bài báo thì hầu như cho mọi người khán giả người ta đọc thôi chứ làm gì, đúng không nhà? Nhưng mà hầu như
những người này nó rất là xem thường khán giả. Người sống ở nước văn minh, lực nhân quyền cao vời vợi như Mỹ, nhưng họ không do không hiểu lực nhân quyền, tùy tiện ghi âm các cuộc gọi nếu mình thích. Điều này tự dưng là mình chột dạ, sau nói chuyện với bạn bè phải dè chừng. Bây giờ là có thật có rất là nhiều người, người ta cũng dè chừng ha, khi mà cái con tiên ngáo này nó tự phong tự xưng nó là chi kỷ của cố người xỉu Tú Linh, nhưng mà nó lại chơi những cái chiêu trò rất là bị ổi nhau vì ghi âm lại các thứ các kiểu đó, là bây giờ người ta rất là sợ khi mà nói những cái chuyện bí mật nào với nhau cho mọi người biết, tâm sự với nhau người ta cũng không dám nói nữa, vậy sợ có một ngày nào đó khi mà những cái bọn này nó vạch mặt với nhau thì nó sẽ tung ra những cái ghi âm lén này ha, ghê lắm. Những cái bọn này nó rất là xảo quyệt nha. Những thứ nhìn thấy đó thì tôi đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Đại lực xem xét nên tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng phát ngôn chuẩn mực với đám đám đông, đào tạo đạo đức nghề, nhân cách nghệ sĩ cho tất cả nghệ sĩ, đương nhiên phải cấp bằng chứng hoặc chứng chỉ. Nếu nghệ sĩ nào không có hoặc không đạt thì được không được phép biểu diễn hoặc làm nghề, để tránh liên hệ cho các trẻ em và những người dân sau này. Ở đây người ta đang rất là mong muốn ha, Sở Văn hóa sẽ dạy lại cho một số người này, như là mẹ con bà Sáu như thế này ha, thậm chí là một tên số bọn cận cận ha. Ngoài qua trong cái việc này, nếu pháp luật hoặc xã hội không nghiêm minh xử lý triệt để một loại hệ lụy kinh khủng cho xã hội, rồi lại sẽ có nhiều hơn nữa những người công khai tranh giành tài sản không phù hợp giữa người thân trong gia đình, cô dì bác anh chị. Em phát đơn 5 lần 7 lần đi kiện cháu với mục đích muốn đẩy cháu vào vòng lao lý. Điều này không phù hợp với phẩm chất và đạo đức tính nhân dân của người Việt hàng nghìn hàng năm, nhiều còn nhiều quá. Mọi người khai sáng gì nữa. Rất rõ ràng nha, ở đây nói về vấn đề là đạo đức và nhân cách của một số người ha. Cho dù là người ta là nghệ sĩ như thế nào đi thì chắc chắn thì cũng phải hiểu rõ về cái vấn đề là đạo đức. Thậm chí là có khán giả thì mới có nghệ sĩ, nhưng mà ở đây thì hầu như là mọi người gửi người đó xem thường khán giả rất là nhiều nha cả nhà. Ở đây có một cái thông tin như thế này nè quý vị, cái câu chuyện là một cái câu chuyện hài nha, em sẽ đọc cho quý vị nghe. Ba Hồng Mớm và cậu Hồng Be đó, một cái câu chuyện hài cũng khá là vui nhộn nha cả nhà ha. Có cái sự đối thoại như là cô Ba Hồng Mớm và cậu Hồng Be ha, cái cuộc đối thoại giữa hai người nha cả nhà. Em sẽ đọc cho quý vị nghe, cái bài này nó khá là hay và thú vị luôn quý vị. Ở trên thiên đàng, Ba Hồng Mớm cùng cậu Hồng Be vừa đánh cờ và vừa bình luận thế sự ở dân gian. Ba Mớm: dạo này con nhỏ cháu ruột ông yêu nhất sao rồi? Cậu Be: vẫn như trước, vẫn bị cả xã hội tẩy chay. Rất rõ ràng nha, ở đây thì hầu như là cả xã hội bây giờ vẫn tẩy chay mẹ con bà Sáu. Cho dù mẹ con bà Sáu đi tới đâu và làm những việc gì, biểu diễn cái gì đó, thì cộng đồng mạng người ta rất là mạnh tay nha. Hơi đừng có xem thường cộng đồng mạng. Ba Mớm: nghe bảo lúc trước ông hứa cho nó căn nhà. Cậu Be: thấy nó mê quá nên nói an ủi cho nó vui thôi, ai dè nó ghi âm lại rồi đập vi bằng đem đi kiện cáo, mà cái con ngu có hẹp lại đâu mà kiện. Rất là rõ ràng ha. Bây giờ cậu Năm cũng có thể là mỉm cười ha, khi mình nó phát những cái thông tin nó đi kiện đi thưa để tranh giành tài sản, chắc chắn cũng sẽ không thắng được nha quý vị em, tại vì danh giấy tờ hợp pháp rồi. Hồ Chị Hồng Đoan là con ruột của cậu Năm mà. Ba Mớm: thấy ông bảo thương nó nhất mà. Cậu Ve: tôi còn đứa cháu mà không thương, từ bên hội đến bên ngoại nó thì làm nghề ca sĩ, tiếp xúc tôi nhiều hơn mấy đứa kia, rồi cộng đồng mạng tuổi thương tưởng tôi thương nó nhất ấy mà, ngay cả khi thằng Lưu Ăn này từ lúc xưa cũng tưởng như vậy. Ba Mớm: thấy con nhỏ nó mở miệng ra là cậu, nhắc cậu, nó thương ông lắm hả? Rất là hay vậy ha. Cậu Ve: ba mẹ nó còn không tôn trọng đâu, nó thương tiền với hào quang của tôi đó, nó không thương ai ngoài bản thân của nó đâu. Rất là rõ ràng nha. Thì cái vấn đề mà nó nói nó thương cậu hay là các thứ các kiểu gì đó thì biểu hiện và thể hiện rõ ha, mỗi lần nó lên live nó nói mọi người đó về, thì chắc hẳn quý vị cũng thấy rồi ha, nó thương cậu chỗ nào và nó thương cậu cái điểm nào thì hầu như cả nhà cũng đã nhìn nhận được rồi. Cậu mất đi á, thì nó chỉ cố gắng là mẹ con thầu đám tang để lừa rạc tiền của cộng đồng mạng, và thậm chí là không có những cái tấm hình nó chăm sóc cậu các thứ các kiểu, nó chỉ mong làm sao mà cậu sớm mất đi thôi, để có thể là nó làm đám tang, nó ký hợp đồng với người ta rồi, tại vì nó ký hợp đồng sẵn rồi, bây giờ cậu không mất rồi. Nó để đó hoài đúng không cả nhà đó. Ba Mớm: nghe nói mẹ nó cậu Bảy nó báo ông nhiều lắm hả, sao chuyện gia đình ông đưa lên mạng xã hội chi, giờ để cộng đồng mạng chỉ trích em gái của thằng em trai của ông vậy. Cậu Ve: tôi có đưa lên đâu,
chỉ có vui trong gia đình lúc ăn nhậu thôi. Ai dè cái con ngu đó, nó tung lên mạng xã hội để cả cộng đồng mạng đều biết mẹ con nó với ông Bảy nó ăn chơi, cờ bạc, gây nợ. Đúng là vạch áo cho người xem lưng. Rất rõ ràng là ở đây cái vấn đề mà đưa lên mạng thì hầu như là chỉ mẹ con bà Sáu là người ta công khai lên nha cả nhà ha. Người ta rất là khoái cái thông tin như thế này được lan truyền lên, người ta rất là vui vẻ ha. Khi mà bị cậu Năm nhắc tới cái vấn đề như là ăn chơi hay là cờ bạc thế này đó cả nhà, đó, ba mớm. Tôi thấy cái con ô xin nhà ông cũng chẳng vừa nhà nha cậu ve. Nó là fan hâm mộ của tôi, với lại người ven giới thiệu cho nên tôi nhận nó ở bên đây để giúp việc. Có tính ăn cắp vặt đó, kê khống hóa đơn, chép đĩa lậu, nhưng nể tình không có công cũng có khổ nên tôi không có đuổi đi. Ai về trời ơi trời, ai về là nó bây giờ nó đi kiện chị Hồng Loan ha, ha. Đó. Còn ở đợi đi kiện cô chủ bao mớm chứ gì. Cậu ve, sau khi tôi bắt đồ đạc trong nhà, kỹ vật thị trường, trang giấy, giấy sức, giấy tờ nó gom sạch. Đúng là nuôi ông thì tài áo, ăn cắp ven tay, chó không đổi, tặc ăn phân. Rõ ràng ha, thì cậu Năm cũng khá là bức xúc nha, thế nha. Cậu Năm bây giờ cũng bức xúc lắm, cậu Năm cũng nói rõ nha. Nói chung là cái câu chuyện này rất là hài nha, mình kể về cái vấn đề của những người đó ha, ba mớm và cậu của con ve nha cả nhà ha. Vì cũng thấy là chắc chắn thì cái con Kim Nga Hô đó thì hầu như là nó ăn cắp giặt nha. Và tới bây giờ nó còn thưa chị Hồng Loan, cả nhà cũng rõ rồi. Ba mớm, ông thời trẻ cũng phong lưu hé, có cô nào bên Mỹ nhớ hồi không bên. Cậu ve, con ngáo đó hả, mặt nó bự như heo, yêu đương gì nổi ông ơi. Đó là nỗi ác, đối tác làm ăn thôi, nó viết kịch bản cho tôi đóng chính, qua lại thường xuyên nên thân một chút thôi. Lúc chồng nó còn sống cũng hay ve vãn tôi, cái thứ lăn lăn lòn này sách dép cho tôi cũng không xứng. Ở đây rõ ràng nha, có thể là vì cái vấn đề đó mà cái con tiên áo này nó rất là ghét cậu Năm nha cái nhà ha. Nó thấy là nó hận cậu Năm, nó làm bằng mọi cách để có thể làm sao mà có thể làm có thể là nó chiếm đoạt hay là nó giúp đỡ cho mẹ con bà Sáu để lấy tài sản đó nha ha. Nghe đâu nó ghi âm ông tùm lum hết hả cậu ve. Giờ mới biết, lúc trước tôi đã biết nó toan tính ích kỷ như vậy, không ngờ nó còn đê tiện tới mức độ là ghi âm tôi. Đúng là mấy ai thường thường lấy thước mà đo lòng người. Ba mớm, còn cái sàn sạc chi kỷ thì sao? Cậu ve, cái thằng vô ơn chi kỷ mẹ gì, lúc trước nó giúp giúp nó 10 cây vàng lúc khó khăn, vậy mà định lấy luôn không trả, đòi mãi mới được. Đúng là ông bà ta nói cho bạn mượn tiền tạo thêm kẻ thù. Nói với con ngáo đúng là một dục, từng kích động fan tôi để đấu đá cho tụi nó đứng ngoài xem cho vui. Rõ ràng ở đây thì ông sạc pin mình cũng từng nợ cậu Năm ha, mà nhưng cậu Năm đòi thì không trả nha thế này ha. Ba mớm, thôi ông đừng buồn, dù gì cũng có chuyện nhân nói nghiệp rồi. Cậu ve, ông nói con ve hả, nó hát bà rồ, thì tôi thì mảnh cải lương hồ quản mà chuyện nhân gì. Ba mớm, không phải, tôi nói là thằng con ruột của thằng Bảy kìa, em ông. Cậu Bảy, cậu ve, thằng Bảy chỉ là một đứa con, có một đứa con gái ruột thôi, còn cái thằng con trai đó là tiểu hàng sẻn, dính líu gì đến dòng họ nhà tôi mà nói ngôi nói sao. Nó nhảy đem xô, nghĩ lâm đa gì đấy, chứ biết gì về hồ vãn mà múa diễn. Tôi có bao giờ nhìn mặt tới cái thằng đó đâu. Cái thằng mà hầu như là mọi người đang đồn bên xe cành cành đó cả nhà. Đồn đoán rất là ghê gớm nè. Cái thằng này nó rất là giống cậu Năm, biểu diễn các thứ các kiểu mà nhạc lực trên xe đó cả nhà. Ở trên sân khấu chứ. Ba mớm, mấy hôm trước thấy cái nhà rung rinh, sao vậy? Chỗ ông động đất hả? Cậu ve, không phải. WC còn bún bò, không biết ăn cái gì mà lên cơn điên đập cái bàn thờ tôi, đúng là tụi vô ơn. Ba mớm, rồi dạo này đi làm thêm nữa không? Chết rồi sao không chịu yên nghỉ đi mà cứ đi làm hoài vậy? Quý vị cũng biết không, khi mà nói câu nói này ha, là bây giờ quý vị cũng thấy đó là cậu Năm á, bị sách những hình ảnh của cậu đi hết nước này tới nước nọ, thậm chí là tỉnh này ra tỉnh kia ha, là mẹ con bà Sáu cũng ban ơn ha, cái này ha. Cậu ve, chắc tôi muốn đám điên đó suốt ngày cứ kéo tôi đi làm, hết bán bánh xèo thì ăn bánh bún bò, hết vào Pháp thì đi Đà Lạt, ca phòng ăn, rồi bày đặt tổ chức sinh nhật cũng ghéo tôi, tổ chức xô chậu tùm lum, cái nào cũng đưa tôi lên, mệt thiệt, chết cũng không yên với tụi này. Ba mớm, sao tôi thấy xung quanh ông toàn là ma vĩ với cô hồn không vậy? Cậu ve, chắc kiếp chết kiếp trước tôi nợ tụi nó, trả cho xong hết. Có thể là như vậy nha cả nhà ha. Tới bây giờ cậu mất đi mà cũng không yên với cái bọn này nha cả nhà ha. Nó vẫn lợi dụng hình ảnh của cậu các thứ các kiểu đi
kêu gọi này, thậm chí là tới nhậu ngoài đường nó cũng lấy hình ảnh của cậu ra nữa cả nhà ha. Ba bớm nghe con nhỏ cháu ruột hẹn gặp ông kiếp sau kìa. Con ve cậu ve con tham đó chắc gì kiếp sau được làm người mà hẹn mà thôi, nói chuyện gì gia đình của ông đi, con bớm nhà ông dạo này sao rồi. Ba bớm nhớ lúc còn sống ăn ở có đức nên khi tôi chết người ta yêu thương và bảo vệ nó lắm, giúp đỡ đủ thứ từ công ăn việc làm đến đủ kiện tụng. Rõ ràng ở đây thì hình mọi người đang rất là yêu quý chị Hồng Loan nha quý vị, giúp đỡ chị Hồng Loan cũng rất là nhiều. Cậu ve, ủa cái con gái vướng kiện tụng cái gì? Ba mớm, tôi cũng có con nhỏ gáo gái khác họ giống con bé ve ve nhà ông đó, tham quá nên điên, tự nhiên vu khống con bé là con nuôi, rồi nó bắt hiếu để tòa án tước quyền thừa kế của nó, xong rồi mẹ con nó sẽ hưởng hết. Mà ông nghĩ xem, tôi thanh niên chưa vợ tự nhiên nhận vơ một bé gái về, ngày tuổi nào không báo mũ thân thích về nuôi bướm 4-5 người chăm sóc, tôi đâu có ngu. Con cháu ruột thịt có cả đống người tự nhiên người dân như vậy mà vẫn còn tin mới ghê. Đây rất rõ ràng ha, không yêu thương, không xem là con ruột thì tại sao mà có thể là muốn rất là nhiều người chăm sóc cho chị Hồng Loan ha. Và thậm chí là khi mà cậu mất đi á thì cậu vẫn để lại cái tài sản cái nhà ha, tài sản cho chị Hồng Loan rất rõ ràng. Cậu bé rồi tài sản ông có chia cho ai không? Nghe đâu ông cũng còn có một chút đỉnh. Ba bớm, tôi không để gì chút, tự pháp luật chia theo quy định vậy thôi, còn ai phục thì phục, không phục thì đi kiện, mà kiện ngu thì bị chửi, chúng chửi ráng chịu. Cậu ve, sao cuộc đời của tôi ông giống nhau thế nhỉ? Ở đây thì là một cái câu mà rất là hài ha, là ba Hồng Mớm và cậu Hồng Ve để chia sẻ như vậy ha, là một cái câu chuyện hài để em chia sẻ đến cho quý vị cũng rất là vui. Thì cũng nói về cái bản chất của mẹ con bà Sáu và thậm chí là nói về cuộc đời của chị Hồng Loan như thế nào ha, thế vậy ha. Đó thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em cái like và cái chia sẻ nha các nhà. Thôi thì em xin kết thúc cái video này, em xin chào và bye bye.